Hello anh em, chào mừng em quay trở lại tiếp tục với tựa em gì ta? Rift là Rift Union thì phải anh em. Ok, ở video này thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ra khơi với cái tựa game này thôi anh em. Hôm bữa thì mình thấy quảng cáo hay quá cho nên là mình cũng khá là cuốn anh em, cho nên là mình chơi tới tận hôm nay luôn á. Ồ, được thêm mới kim cương nè. Chắc là xíu mình sẽ tậu mớ kim cương để mà mình mua mấy cái vé chiêu mộ anh em. Thì sau đó anh em chúng ta sẽ vô thử nhân phẩm xem kiếm những cái con tướng mới. Đây, ở đây anh em chúng ta có thể là dùng cái vỏ kiếm này để mà có thể đổi được những cái con tướng anh em à. Wow, cái con này Zugo mình nghĩ là chắc cái con tướng class hết quá anh em. Thôi anh em chúng ta có đây, có nó có để sẵn ở nãy mình lấy cho đâu rồi ta. Đây SS anh em à, Zugo class SS. Anh em chúng ta bây giờ sẽ vô soi thử là cái game này nó có bao những con tướng gì anh em. Hôm bữa mình quên soi mất tiêu. Đây, ở class tăng cơ thì anh em chúng ta sẽ có là Akainu anh em. Akainu, Magellan anh em à. Kuma thì mình đã có rồi, Kuma chỉ là class S thôi, Shinbe anh em. Ôi, Bartolomeo cũng là class S luôn nè. Bartolomeo với cái skill là tạo khiên anh em. Tạo khiên, nó là cái skill của cái ông già lỗ tai dài ở bên Wano ngày xưa anh em. Tạo khiên bảo vệ cho cái con chó gì đó. Cái thằng gì đó, thằng gì mà cái mặt hề hề mà có nhiều đầu anh em, ăn cái quả quỷ thành gắn chín đầu anh em, chặt đầu tới 9 lần nó mới chết được á. Cái gì chúa công của cái tên gì Uchiha Uchigo gì đó, Uchigo vậy anh em. Rồi ok, tiếp theo sẽ là cái con Moria râu đen á. Ôi râu đen mà sao lại class S ta, mình nghĩ em nó phải class S mới hợp lý anh em. Ôi class S thôi anh em ơi. Rokudai nữa nè. Ronki class A rồi anh em à. Kaku cũng class A luôn. Ôi, Hogbat. Con quỷ này là của bên Moria, nhà tiến sĩ điên của bên Moria, Mr. 2. Rồi sau đó sẽ là tới Wiper, rồi Cry, Morgan, Wapon, Avinda. Avinda phiên bản giảm cân thành công anh em à. Tiếp theo sẽ là những chiến binh. Chiến binh gồm có là Fujitoga, Hổ Tím, Khỉ Vàng, Kizaru. Wow, Nicorobin này tới hai con nữa, phân thăng ít ít luôn em à. Sanji class ít nữa nè. A, trời, trong khi đó A mà chỉ là class ít thôi mới ghê chứ anh em. Vãi trưởng rồi nè. Rob Lucy Kid nè anh em. Bo Hancock. Wow, mà đem Doflamingo. Và sau đó là Sanji. Ồ, khá là nhiều anh em. Smoker nè, Smoker cho anh em xem Smoker luôn. Smoker và lại Buggy nè. Đó. Ôi mỗi lần list giờ nó lại nhảy đầu. À, có giáp 3 nè anh em à. Gonfor, Along nè. Rồi mấy con này kệ luôn đi. Thế Assassin class sát thủ anh em à. Rayleigh. Wow, Rayleigh mà lại sát thủ anh em, kiếm sĩ ha. Rayleigh class SS xanh tóc đỏ anh em à, xanh tóc đỏ class SS nè. Mihawk anh em ơi, class SS luôn. Wow. Trời. Vãi trưởng anh em. Ôi Thánh Usopp lên tới class SS luôn ơi, bá đạo. Căng thật sự anh em. Game này là của anh này anh em à. Ôi Tashigi mà lại class SS đây ta. Zugo nè. Đây Cavendish, hiệp sĩ điển trai, Morgana gì đó anh em. Lo. Ôi trong khi đó Lo chỉ là class SS thôi anh em à. Quỷ Usopp lên tới cặn tặng class SS sánh vai cùng với vua bóng tối, tứ hoàng xanh tóc đỏ với lại kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Mihawk, vãi trưởng thật sự chứ. Đây có cả Ineo anh em à. Wow, có Hawkin đó nè em, Hawkin nè. Rồi Killer anh em. Ủa, nãy giờ mình thấy Kid chưa ta? Nãy giờ mình chưa thấy Kid thì phải nè. Không, mình qua bên tăng cơ mình xem thử có Kid đâu nữa, mình quên mất tiêu á. Rồi, có Kid anh em ạ, Kid class S thôi anh em ơi. Rồi, ok, Inel nè, ôi trời ơi, kiếm sĩ quyền thoại của Wano World, Rizuma mà chỉ class S thôi. Hơi bất hợp lý xíu anh em. Inel mà lại class S nữa mới ghê chứ anh em. Usopp nè, Usopp thường nè, class A luôn, tặng cùng của thế giới. Đó, ok, có cả Kinemon nữa anh em à. Đây, để mình xem thử còn ai nữa không. Wow, Ryotka, Kugo. Rồi, hết rồi anh em. Ủa, có Kinemon ở trong ngoài đó nè. Để mình xem thử class support anh em. Aokiji. Wow, Aokiji, một con support. Mako, support anh em ơi. Nami, Chopper. Wow, Chopper class S luôn anh em à. Perona nữa nè. Wow, Begona nhìn bén vãi trưởng anh em à. Ngon. Ôi, có cả công chúa người cá, công chúa thủy tề Shigaroshi ấy nè. Rồi Apo.
Ôi cây da anh em à, cây da mình rất thích con này anh em ơi. Em nó khá là bá đạo, Ivankor nữa chà. Nami hiện tại giờ mình đang có Nami, Corobin, Chopper thường, chưa Beona thường anh em, Beona thường nè. Ui game này tính ra cũng khá là ít tướng anh em. Ít tướng mà ta. Thôi bây giờ anh em chúng ta sẽ vô và chiêu mộ thử xem sao. Thử nhân phẩm xem sao anh em. Bây giờ anh em chúng ta sẽ tiếp tục chiêu mộ bên đây xem thử là ra những con gì đây. Ri nè, miễn phí nè, chiêu mộ thử luôn. Wow, được mảnh của Maxmox 2 anh em à, X2. Và anh em chúng ta sẽ chiêu mộ X10 nha anh em, chiêu mộ X10 nha, thử nhân phẩm xem sao. Gì đây? Wow. Smog anh em à. Ủa, Smog này sao lại class A vậy ta? Cua bắp vải trưởng rồi nè. Class A A A P không anh em ơi, không có con nào ngon hết. Tiếp tục thêm một phát nữa anh em à. Pịch. Cho nó tự mở đi. Pẹt, ok, có màu vàng anh em à. Mình thấy là có màu vàng nha anh em, một màu vàng và một màu tím tím nha anh em. Để mình xem thử. Wow. Caffeine là con gì đây? Trời ơi. Momonga mà lại mảnh nữa anh em, mà mình tưởng là con tướng chứ chỉ là một cái mảnh thôi anh em ơi. Đen vải trưởng vậy nữa, không phải là con tướng anh em, chỉ là một cái mảnh thôi. Bây giờ mình sẽ chiêu mộ thử xem sao anh em. Wow, chiêu mộ còn mấy vé mà chiêu. Ôi trời 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 ơi, Apo, được một con Apo anh em à. Còn mấy mảnh mình xúc hết luôn đi. Wow, được một con tướng class S Apo nha anh em. Apo này thuộc dạng gì vậy ta? Smog này anh em, Smog này chỉ là class A mới ghê chứ anh em. Đây, con này luôn, mình sẽ kích hoạt chi viện hết mấy cái này luôn đi. Rồi, ok. Rebecca nè, chi viện luôn. Rồi, để xem thử còn gì chi viện được nữa hay không. Mình sẽ chi active hết mấy cái này luôn đi. Rồi, sau đó mình sẽ ra ngoài, mình sẽ xem thử mấy con tướng mình mới chiêu mộ xem. Apo, một con là tướng class S anh em à. Đây, class S, con này nó thuộc cái hệ gì anh ta? Avinda, kích hoạt Avinda cái đã anh em. Warrior, Zappa, để mình xem thử chiến binh, những chiến binh thần thánh của 69 Gaming. Ok, game này khá là nhiều anh em thích cho nên là mình xem, cho nên là mình quyết định mình sẽ ra tiếp tục ra video về cái tựa game này. À, con Apo này là cái thuộc class support anh em ơi. Chắc mình nghĩ là mình sẽ thay thế vào vị trí của Nami quá anh em. Chắc mình sẽ thay thế vào vị trí của Nami. Nami hiện tại giờ khá là yếu đuối, mỏng manh và yếu đuối, thiếu nhớ. Wow. Ui xong khá là nhiều nhiệm vụ anh em. Khá là nhiều nhiệm vụ luôn á. Lên tới level 23 thì anh em sẽ mở khóa được cái trang bị anh em. Hôm bữa mình nạp 20k vô mình nhận được cái bộ trang bị á anh em. Ủa cái này là gì ta? Như là mở khóa được cái gì đó anh em. Tăng cơ nó có cái gì đốm đỏ 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 là gì mình sao mình không thấy ở trong này ta? Không thấy được anh em ơi, toàn là gì đâu không à. Rồi, hình ảnh anh em, ở đây sẽ là cái hình ảnh thôi. Đây, khi mà anh em mở khóa được cái level 23 thì anh em sẽ mở được cái này anh em. Đó, bộ trang bị. Đây, mình sẽ gắn được cái bộ trang bị đi vô. Bây giờ mình sẽ nâng cấp lên. À, ui, nâng cấp tốn tiền vải chữ anh em. Hiện tại bây giờ lên được cái level 42/50 rồi anh em à. Mình up full level được cái vũ khí luôn. Ok, tốn khá là nhiều Belly nha anh em. Hiện tại bây giờ mình còn là 337k Belly nữa, 240k SP. Rồi, ok, tiếp tục chiến đấu thôi anh em. Mình đã update xong được cái bộ trang bị rồi. Bây giờ cái vũ khí rồi. Bây giờ mình sẽ update tới cái trang bị. Ủa, cái này khi mà anh em trang bị thì anh em sẽ kích hoạt á. Ủa sao mình được nguyên cái bộ phải không ta? Cái này phải có đồng bộ Warrior. Hả? Hình như cái này mình phải đeo cho một cái dạng như là mấy con Warrior thì mới được anh em. Không biết con A thì class gì nữa. Để mình xem thử coi. Nó phải quay o không ta, hay là chiến binh ta? Ta quay o nè. À. Ủa, đeo đúng rồi mà anh em. Đeo đúng rồi, đồ của em nó ở xong. À, có kích hoạt rồi anh em. Attack thêm 2,5% nè. Ủa, level 50 hết rồi nè. Wow. Kỳ vậy ta. Sao không kích hoạt được ta? Đây. Cái này là cái gì ta? Update lên nè anh em, mà update lên nè. Ủa, khi mà đeo đồng bộ thì mình sẽ phải kích hoạt hết mấy này ha anh em, mấy cái dòng bên dưới nè. Đây, mấy cái dòng bên dưới này nè. Ủa sao kịp vậy ta? Mình nghĩ là nó bị cái gì rồi anh em à. Thôi bây giờ anh em chúng ta sẽ ra ngoài thôi. Tới con tướng. Ê, bây giờ anh em chúng ta sẽ sắp xếp lại cái đội hình thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ Nami ra. Đây, mình bỏ Nami ra ngoài nha. Mình sẽ đưa con Popo vô. Đó.
Ok, đưa em ở vô giữa đi, em ở class S cho nên là em mới tăng cơ hơn mấy con kia. Wow, rồi ok. Đây, bây giờ em cho là chúng ta sẽ update mấy con tướng lên thôi. Ôi, có một cái nhiệm vụ gì nữa ha. À, mình có thể là nhận được cái gì nữa anh em, Clam nè. Mình có nên là sử dụng kim cương này để mà có thể là mua hết cái đống này không ta? Mua. Chắc mình nghĩ là sẽ mua thôi, 2001 kim cương nè, mua 10 cái pet chiêu mộ mình, sau đó mình thử nhân phẩm tiếp nha anh em. Mình khá là rất là thích thử nhân phẩm round X10 luôn. Để xem thử nha anh em. Úm Parasibur. Wow, có màu vàng nha anh em, có màu vàng, nhiều màu vàng anh em ơi. Ủa, có màu vàng, vàng một rồi nè. Wow, Inel anh em à. Thánh Usopp Inel. Wow, quá. Quá là ngon anh em ơi. Ngon lành củ hành luôn. Wow, không uổng công mình anh em à, không uổng công mình à, bỏ đầu tư vô em đó. Rồi, ok. Đấy, bây giờ mình sẽ lại bỏ tiếp tục một cái con tướng nào đó ra. Chắc mình bỏ con này ra, mình sẽ lấy con Ủa, không bỏ được ta. Ủa. Đây, bỏ vô được anh em, bây giờ mình sẽ lấy con Inel vô nha. Đó. Inel anh em à, Inel pen pen ten 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 vô trong đội hình luôn. Wow, em ấy bay anh em à. Bây giờ anh em chúng ta sẽ update cho mấy con tướng của mình thôi. Inel sub bọt này. Ủa, không phải. Inel nó ở bên class Assassin anh em à. Assassin hiện tại bây giờ mình đang có con Zogo. Zogo anh em ơi. Bây giờ mình sẽ update cho cái con Inel lên luôn. 50 luôn anh em ơi. Chi viện nè. Chi viện cho Luffy, chi viện cho con này luôn. Rồi, ok. Tiếp tục, bây giờ anh em chúng ta sẽ up bật khung cho cái con tướng lên. Wow. Ôi, bây giờ mình phải cần có mấy cái này mới có thể là được ha. Sweep 10. Take it on. Ok, bây giờ sẽ nhận hết rồi, sau đó mình sẽ update cho cái con Inel mình lên luôn. Rồi, hết update được rồi anh em, hết update lên được rồi. Tới cái bậc này thôi. Đó, quá là ngon anh em ơi. Ngon lành củ hành liền anh em, chi viện nè. Bây giờ mình sẽ chi viện hết cho mấy con tướng luôn anh em. Chi viện luôn. Chi viện xong sẽ tăng thêm cái chỉ số bên đây nè anh em, mấy chỉ số nè. Đó, ok chưa. Tiếp tục nha anh em. À, bây giờ mình sẽ à đây con này có thể chi viện được anh em à. Đây chi viện luôn. Đó, active luôn anh em ơi. Rồi, ok nha. Tiếp tục Assassin, mình sẽ kích hoạt cho con Zango luôn anh em à. Đây. Chi viện luôn. Ok. Usopp nè anh em. Chi viện luôn. Wow, bây giờ mình sẽ test thử cái đội hình mới của mình nha anh em, mình sẽ đi vượt ải bằng cái đội hình mới của mình nha. Enter. Rồi, tiếp luôn. Đi tới cái ải này rồi anh em à, hiện tại giờ mình đang đi được tới cái ải này hơi bị khó. Giúp luôn. Anh em ơi, nếu anh em yêu thích mình làm cái tựa game này đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có thể có động lực tiếp tục ra thêm nhiều video về cái tựa game này cho anh em cùng xem nha anh em. Và bây giờ thì anh em chúng ta đang đánh ở cái ải này. Inel. Hồi nãy giờ chưa thấy Inel qua sử dụng cái skill cuối anh em. Đợi xíu sẽ có anh em. Mình sẽ X1 cái chậm lại. Đây là... ôi chết rồi. Con A quốc phát chết sạch luôn rồi. Không kịp cho Inel ra đòn anh em ơi. Chắc xíu mình sẽ đưa Inel qua phía trước quá. Hiện tại bây giờ anh em chúng ta đang quánh với lại con Mihao anh em à. Cái ải này là quánh với lại Mihao. Không biết Mihao với skill của em nó như thế nào đây. Để mình sẽ cho anh em xem thử skill của Mihao như thế nào nha. Wow. Trời trời. Tấn công hàng sau anh em à, tấn công một kẻ địch hàng sau và sắc phát chết luôn tại chỗ khỏi cần ngáp. Quá mạnh em ơi. Bây giờ anh em chúng ta xem thử skill của con Inel nè. Wow. Úi. Inel đam phèn dữ vậy nè. Ủa, skill của nó có ra đam hay không hay là chỉ hiệu ứng nè. Ôi, nãy cái trận nãy là mình không có được 3 sao tại vì bên mình có một con tướng bị chết em. Xíu mình sẽ đưa cái con nào đó châu châu vô một xíu. Đứng ngay bộ ở chỗ vị trí của con Oppo để tăng cơ. Tăng cơ để cho nó khỏi chết em thì mình mới được 3 sao. Quá. Wow. Zogo hơi bị yếu đuối xíu em. Em nó tại vì class cùi bắp quá. Ai, xíu mình sẽ đưa mấy con dạng class SS ra phía trước. Đây, anh em đợi xíu nha, nhận gương luôn. Thay đổi xíu cái đội hình, đưa Zogo qua phía sau đi. Đó, đưa cái con Oppo này ra phía trước. Inel ra giữa đó đi. Rồi, ok. Còn nhiệm vụ gì cái đấy có là nhận được hay không nha. Cái này là gì ta? À. Wow. Cái này cái dạng như là đi vượt ải nè. À, còn trống anh em, mình phải có 6 con Warrior thì mình có thể là đi được cái ải này.
Hiểu rồi anh em, round siêu mộ. À mình đang có mấy cái vé siêu mộ này anh em, bây giờ mình sẽ siêu mộ thử cho anh em xem luôn nha. Con gì đây? Trời ơi, Monet. Tiếp tục anh em. Con gì đây? Ồ, Kinemon. Tiếp tục anh em. Trời ơi, hệ bút ghi mảnh anh em à. Nami. Rồi luôn, xong phiên. Khá là cùi anh em ơi. Cùi bắp vải trưởng. Hiện tại giờ mình đang được mấy cái điểm B đã gì ta, mình không biết mấy cái điểm B sớm à. B sớm anh em à, mình sẽ giữ sử dụng mấy cái điểm B này để mà đổi lấy những cái mảnh này anh em. Rayleigh nè, Mihao nè, San tóc đỏ, Zogo nè, Robin nè, rồi Beona. Beona anh em à. Ở bên đây mình cũng có anh em, mình có thể sử dụng cái đồng xu này để đổi lấy Aokiji nè anh em. 10 mảnh Aokiji nè. Bao nhiêu mảnh thì mình có thể ghép được một cái con tướng ta? Mình không biết là bao nhiêu mảnh mình có thể là ghép được mỗi con tướng rồi đó. Để mình xem thử bên dưới này, thử xem sao anh em. Bên dưới này để cái kho đồ của mình hả? Ủa, cái chỗ tướng này là follow nè. Đây, đây anh em, 50 mảnh anh em ơi. Mấy con tướng ớt ớt á, mấy con tướng class ớt thì 50 mảnh. Còn class ớt ớt mình nghĩ chắc cả trăm á anh em. Còn mấy class A chỉ có 20 thôi nè. B cũng 20, A cũng 20. Mình nghĩ là chắc class ớt ớt thì nó cũng vẫn là 50 mảnh thôi anh em. 50 mảnh nha anh em. Mình đoán như vậy thôi nha, chứ mình không biết chắc chắn là được phải không. Hôm nào có mình sẽ test cho anh em xem. Ôi chết rồi, tự nhiên mình update cái con quỷ lên chi trời. Ok, thôi chắc mình sẽ kết thúc video đây quá anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về cái tựa game này nha. Thì trước mắt thì cái đội hình của mình sẽ như vậy thôi anh em. Chứ giờ cũng chưa biết làm gì tiếp. Mission, làm nhiệm vụ, đó, dục làm tiếp 23 trên hả. Wow. Rồi ok, mở gương luôn, được thêm mớ kim cương đó anh em. Hiện tại thì bây giờ mình đang còn khá là nhiều thể lực nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ xả hết đống thể lực này đi. Và anh em nếu mà yêu thích mình làm cái tựa game này thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực tiếp tục ra thêm những video về cái tựa game cho anh em cùng xem nha. Và ở những cái clip tiếp theo sẽ unlock thêm những cái này đó, những cái tính năng mới này mình sẽ cập nhật cho anh em xem. Và bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em nha. Bye bye anh em.